Lý do Meghan Markle không tới gặp nữ hoàng Anh lần cuối. Phóng viên hoàng gia Nicholas Witchell cho rằng nữ diễn viên quyết định không tới lâu đài Balmoral cùng hoàng tử Harry vì lo ngại sẽ không được hoàng tộc chào đón. Daily Mail đưa tin, nữ công tước Meghan sẽ ở lại London sau khi quyết định không tới Scotland cùng Harry vì bận lịch trình. Phóng viên hoàng gia Nicholas Witchell suy đoán có thể nguyên nhân thực sự là Meghan e ngại không được chào đón bởi các thành viên khác của hoàng gia. Trong bản tin thời sự BBC, ông chia sẻ, thẳng thắn mà nói, cô ấy có thể không được chào đón nồng nhiệt tại đây. Vào lúc 13 giờ 38 phút, khoảng 1 giờ sau khi hoàng gia Anh thông báo tình trạng nguy kịch của nữ hoàng Elizabeth II, phát ngôn viên của công tước và nữ công tước xứ Sussex xác nhận cặp đôi cùng nhau di chuyển đến Scotland. Tuy nhiên khoảng 16 giờ 30 phút, các nguồn tin thân cận của cặp đôi nói với nhà báo rằng Meghan sẽ không tới Balmoral cùng hoàng tử Harry. Hiệp hội báo chí, hãng thông tấn quốc gia hàng đầu của Anh cũng thông báo, trong bản tin lúc 16 giờ 39 phút rằng nữ công tước sẽ vắng mặt vì những thay đổi trong kế hoạch. Hiệp hội cũng xác nhận ban đầu cặp đôi định đi cùng nhau, sau đó Harry đi một mình nhưng không có lý do cụ thể nào được đưa ra. Theo Daily Mail, nữ diễn viên đã bỏ lỡ đám tang của hoàng thân Philip vào năm 2021 vì thời điểm đó, cô đang mang thai con gái là công chúa Lilibet. Lần cuối cùng cô diện kiến nữ hoàng Anh là vào tháng 6, tại đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì của bà. Tại đây cặp đôi giới thiệu với quân vương Elizabeth hai con gái của họ, được đặt tên là Lilibet theo biệt hiệu thời thơ ấu của bà.